kia. 2 3 4. Không còn nữa đâu. Đi anh ơi. Đi nhảy nhảy này. Đưa này. Đó. Đây. Thả nó ra đã. Nó khỏe lắm. Từ từ nhá. Từ từ đợi vật nó yếu ra thì lôi lên. Nó đòi nó trong này. Ây. Ở đây. Nga. Uầy. Uầy. Lòng ngủ đi em rơi cho anh rồi. Chơi phi. Ui cả nhiều. Nhiều á. Ây. Ây. Ôi. Đợi nó tỏi lên chưa mất. Từ từ. Kéo đứt cước, để em chồng cho. Nào. Nó đứt tay. Cả vào đây là nó đứt cước nhỉ. Thằng lắm. Đây đây đối. Chưa chết. Lôi à, lôi đi mới được. Đúng, lôi. Lôi. Ôi, thôi, thả ra, thả cước. Phải lắm. Ăn hai phát đập rồi mà vẫn đấy. Nhiễm đập đập. Nhá. Mời đi. Một phát lên thuyền luôn nhá. Bãi dưới được chê ấy. Nó dậy đấy. Vừa đòi chưa chết hẳn đâu. Còn quả nữa đâu nhỉ? Anh đợi nó ngáp ngoại rồi. Quả đi dưới nào. Chết rồi. Ê, thế là được 3 con này rồi. Em ăn con cá chơi nhiều. Anh ăn 2 con trục. Nhé. Ok. Ok. Mình cho em xin một lòng. Sống vấp ngã cho ta. Theo ô rằng. Được 3 con là hơi bị ngon đấy nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok. Lên bờ đấy ạ. Anh bám đi. Ok. Lên. Wow. Dưng thuyền. Sáng màn còn ngàn. Dưng thuyền. Anh gỡ luôn lưỡi đi. Ủa chưa? Ủa con này mất đầu kìa. Dã man rồi. Hay là lúc nãy đổi. Tâm thiệt đâu? Ê. Tôi luôn. Cú đơ. Con bé đấy thì không có tuổi rồi. Đây. Ai. Quay. Con này nó ăn tận trong. Lên bờ mới gỡ được. Ui, chết to rồi, chết cứng rồi. Chết cứng rồi, chết khỏi lắm. Anh gọi nó được đâu rồi. Con này là che được biến à. Nó trắng trắng đấy. Nó nuốt mẹ cả lưỡi vào trong rồi. Cẩn thận mà, nó cắn đấy. Lôi gì xuống đây. Nó nuốt hẳn vào trong. Ôi, to nhờ. Ây, nướng đây. Từ. Chuyện này không phải về đâu, đứng ở đây cầm câu đi. Ừ, được. Okay. Anh em mình có đầy lòng nữa. Vác lòng lên nướng luôn. Từ từ ấy, giữ thuyền, bây giờ nhá. Mày, đấy, bây giờ mày ở đây mổ ai là mày bơi thuyền lên mày lại ném kia ra đi, tao ở đây mổ. Ném đúng cái chỗ kia nhá. Đúng cái chỗ, chỗ mà được con chơi phi này này. Đây nhá, đây là con chê phi nhá mọi người nhá. Mới đầu mình tưởng con cá nheo tại vì người nó dài với lại nó màu đúng kiểu trắng trắng ấy. Bình thường ấy thì bình thường một con cá chê phi mà ở ao ở hồ nhỏ ấy thì màu nó sẽ sẫm màu nhá. Nhưng mà con này là ở đồng ở suối này ấy, thì mình sẽ ra khơi kiếm cá tiếp nhau rồi nhá. Thì màu nó trắng đây này, mình sẽ vuốt cho mọi người xem này. Con này mình phải đập mấy phát nó mới chết. À, rửa nhá. Đấy, thấy chưa? Màu nó khác hẳn cái con cá chê phi ở chợ bán, nó màu đen đen nhá. Tại vì con này nó ở nước sạch mà. Đấy, bây giờ mình sẽ con này mình sẽ nướng riêng mẻ. Em là nhiệm vụ em là nướng hai con cá lóc này. Wow. Tuyệt vời luôn nha mọi người nhá. Áo nó. Ui. Lật. Ui. Gà đấy, thấy chưa mọi người, thấy chưa? Ngon đấy. Đỉnh luôn anh nhỉ. Ui, ê, cái này chín này, chén không? Ừ. Hai cái. Hai cá. À. Cái riêng của nó ngon. Cay ngon thật. Vâng. Ngon lắm. Em nhớ. Wow. Mời mọi người nhá. Đây là tim gan lòng mề đó. Ngon. To nha. Tuyệt vời. Tình là khá là ngon rồi nào, cho mọi người xem này. Ui, chộp sướng nha. Đấy. Lấy cái kim ra đây để anh bóc cho mà đấy. Đẳng cấp luôn anh ơi. Bữa tiệc của anh em mình bắt đầu nha mọi người nhá. Em thích ăn ở đây này. Xem là chín nhá. Hả? Ngon. Wow, chín hết nhá. Ôi, chín rồi. Ui ôi. Ui cái già nó này. Sộc lên mùi sướng ấy. Ui cái già nó. Ui giời ơi. Anh phải xoắn cả giá đưa em con dao mượn với. Ui. Wow, ui, quyền này mà có tí rau sống nữa thì. Hết giờ. Ôi. Mời mọi người nhá. Có tí rau sống này hết giờ. Hết giờ luôn mọi người ạ. Ui, em cũng đạp cái da đây. Với tất cả mọi người nha. Cái riềng nó nướng khô nó giòn nhé mọi người nhá. Thịt nè. Thơm. Thơm lắm rồi. Như thịt bò luôn nha. Tuyệt vời không? Ăn được chút à. Bữa chín tới ngon thật. Thịt nó chắc hơn rồi.
luôn. Cái cá ở suối với cá nuôi thì nó khác nhau hoàn toàn ở cái độ, thứ nhất là mỡ. Cái con cá nuôi ấy thì nó mỡ nó bám đầy vào những cái da ở dưới, lớp da là một lớp mỡ nhá. Nhưng mà những con cá như con cá này ấy, ở suối ấy, thì dưới lớp da nó là lớp thịt luôn, không có mỡ nhá. Đó. Đây này, mình biết ngon nhất là cái gì không? Vây cá mập đây này. Đấy, đấy. Đấy. Wow. Đây. Phải lấy đoạn ngon trước đã. Wow. Đây này. Ngon lắm rồi ạ. Em thích nướng là chúng thích nướng những món riêng vị này, ăn với cá hộp ngon nhờ anh nhỉ. Nó giòn. Ngon. Ngọt ngậy. Đây này, cái đoạn này này. Cái đoạn ngon nhất thì bỏ. Chẳng gì. Ngon. Có chút. Đấy. Ăn nó giòn như kiểu là gì nhỉ? Khá là giòn. Rất là giòn. Ngon. Tuyệt vời. Còn đồng mình nhá, còn rất là nhiều cá nhưng mà không ai có thể bắt được cả. Lúc nãy mình thả câu nhưng mà đến lúc về thì mình mới gỡ mang về trong kho anh ạ. Biết được không? Nhớ may mắn thì mới được thôi. Rất là ít khi có người bắt được cá ở đây. Và nếu mà giả dụ như anh em mình đang ngồi này, có khi đang ngồi trên một cái hầm, nó ở bên dưới hầm đá này. Ngoài cái là suối nha, nó một cái hầm đá ong sâu và tít trong này này. Cá đá ong luôn mà. Cá khôn lắm, nó cứ rút hết trong đấy. Nhưng ra ngoài là đâu. Còn cá sụp này. Câu mình mới chắc này. Ơ mày mổ à? À không. Wow. Mày cụ sới. Để em sới cái này. Cái gan. Ui. Có mỗi cái ngon nhất thì cụ sới. Ngon. Cá sộp phải ăn như thế này nó mới ngon nhá mọi người nhá. Tại sao anh em mình hay thích ăn bộ ruột của cá sộp? Cá lóc nướng chui. Tại vì cá sộp mà ở chỗ mình nó rất là sạch. Ở suối nó rất là sạch. Thế nên là trong cái bộ ruột của con cá sộp ấy thì nó chỉ có tôm tép mà dép riu lung tung thôi, có không có cám kiếc như kiểu cá nuôi nhá. Và cá lóc cũng thế, không có cám kiếc. Ngon nhất là cái mật của nó, thế nên anh em mình rất thích ăn kiểu này. Tuyệt vời. Anh mình chơi bốc tay này, ăn nó mới ngon. Giá đồng thì chỉ ăn bốc thôi. Mà ăn cái gì cũng ngon, giá đồng ăn xuống lắm. Nó đuổi. Đuổi rất đuổi. Mà lật được cái mặt dưới nữa thì ngon. À mà, mặt trên là ngon nhất. Cái riêng. Cái riêng nó ngon. Thịt thăn này. Thịt thăn này nhỉ. Thịt thăn dính riêng. Ngon chưa. Ở đấy. Eureka. Hết rồi. Đồ anh mút vào đây được đấy. Một con một miếng cá tuyệt vời luôn nhé mọi người nhé. Wow. Úi giời. Thứ này thịt béo chó. Còn món con coca nữa này. Quên. Cấm hết rồi. Quên mọi người ạ. Bia. Dạo này mình bỏ rượu bỏ bia rồi nhưng mà cơn nghiện nó vẫn cứ phát tác, thế nên là có thỉnh thoảng. Coca ấy. Mình nghiện coca. Chẳng. Điện coca. Mẹ uống ngon coca tại sao mới lại hoa hoa thế này. Cái tuyệt vời nhất của cá nướng mà kia là cá nướng đồng này, nó vừa ngon này, vừa kiểu dân dã này, vừa thứ hai ra đồng nó kiểu không khí trong lành này, và cái thứ ba nữa là khi làm gì ở ngoài này với lại đấy đói, ui ăn cái gì cũng ngon. Đúng rồi, em mới ở nhà ăn chán lắm, ra đồng ăn mới ngon. Nhớ đâu à, hôm nay em mới đuổi chuột nướng tại chỗ ấy nhỉ. Đồng mình sắp cạn rồi, hôm nào mà cạn cả sâu ấy, nhìn thấy cái hòm đá ở bên dưới ấy, mình sẽ cho mọi người xem nhé. Đến mùa hè. Điên à,
mùa nước rút, mùa cấy sau Tết này là nó rút, nó sẽ hở cái hang hầm, hầm cái gọi là hầm, hầm đá mà cá nó trú ngụ ở trong ấy, nó sẽ hở thế này. Mà khi lấy thuyền ra chọc cái cây, ngày trước mình đã từng chọc và xem mọi người đánh kích chọc rồi. À, cái sào dài khoảng độ tầm 4 mét cái sào kích ấy, 3 mét cái sào kích thọc vào đấy mà không thấy gì, dí vào mà thấy cá cũng quậy âm ầm ở trong ấy. Mà không 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 bắt được nó. Mấy ông đánh kích đánh gọi là triệt cả cá đồng mình rồi, nhưng mà chỉ có duy nhất khu này là các ông không làm gì được gì. Thế nên gọi là địa bàn của anh em mình.